Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Đến thăm Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của Đài, nhất là đã có nhiều sự đổi mới về nội dung và hình thức trên đa nền tảng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ viên chức người lao động của Đài và khẳng định trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đang xen, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế là cơ quan báo chí chủ lực của thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định lãnh đạo thành phố rất quan tâm và mong muốn thời gian đến tập thể Đài tiếp tục phát huy đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực quyết tâm hơn nữa để phát triển xứng với kỳ vọng, đưa thương hiệu Đà Nẵng TV tiếp tục vươn cao vươn xa.